Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình với các bạn lại đồng hành lên thăm cái vườn rau của mình ở trên góc nhà nhá. Vườn rau của mình hôm nay là mùa mưa thì là những cái luống rau tốt lần trước ấy là mình thu hoạch hết rồi. Đấy, từ hôm ấy mình thu hoạch, hôm nay mình trồng là mình nhân ra mình trồng lên này cho các bạn xem. Là nó lên nhanh như này đây này. Đấy. Đấy, mình nhân ra mình trồng hôm nay là cái chỗ này là mình trồng hôm nay là được mới được có 6 ngày, chưa được một tuần. Bắt đầu nó bén rễ rồi đấy. Lên rất thành thích. Đây là mình cứ đây này các bạn này, cứ những cái cây như này này mình gieo sẵn thì nó bắt đầu là mình ăn đến đâu là mình lại tỉa ra mình trồng cái đấy, thế là của mình là nó cứ có rau luân phiên suốt. Đây là mùa mưa các bạn thấy không, mình trộn đất lần trước mình nói các bạn này, mình trộn đất rất là xốp đây này, toàn chấu mới này ấy thì đất nó xốp nó tơi, mưa nó không có đọng nước thì trồng nó lên vù vù thích lắm đấy. Đây còn cái này là rau mùa tơi đây. Rau mùa tơi cái này là để có 2 ngày không ăn mà nó lên mầm nhanh như này này đấy. Các bạn cứ trộn đất với phân tơi xốp lên là cái cây mùng tơi nó không đọng nước, là nó không có vàng lá nha. Đây là còn hành như này nè. Hành trồng cái nhất tinh tinh nha. Đấy, hành chỗ nào mình cũng giàu. Mình trồng cái chỗ này bây giờ mình có cái chậu to mình nhân ra là nó thành cái búi to. To tướng này. Đấy. Hôm nay mình lại quay cho các bạn xem một vòng vườn rau của mình. Đây còn cái giống bí ngoan mình cho các bạn xem cái giống bí ngoan này này. Đây, bí ngoan thì dòng bắt đầu cái giống này giống mình đi mua hạt này. Mua hạt thì gieo lên nơi cái là quả này. Đấy, quả nó ngoan như này, đồng cùng với nhau. Thì kìa. Nó ra ăn đâu nó quả đấy, chỗ này 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 quả. 5 quả này là đậu hết rồi thằng lòng thôi quả này. Ông châm này. Đấy, cái giống bí nó sai là thế, cái giống bí này thì để giống chắc không phải là cái quả gốc của nó rồi, quả ngọn cho nên nó leo có quả nhưng mà nó chưa ra. Đây nó ra rồi, quả này nó phun bố mất hay là tại tốt quá. Còn cứ chôn những cái ruột gà thì cá là tốt quá, mày cố vợi lá đi đúng không? Nuôi hết lá này. Đây, còn chỗ này là dưa nhá. Dưa mình trồng nó vào cái chỗ này thôi, nhờ đấy cái gì cũng cứ cho chăm bón hết à. Chỗ này là mình cứ chôn ruột gà ruột cá vào cái khe này đây này. Thế là nó lên, nó ở cái khe cái ngách này nó ốm là nó lên này này. Hôm bữa là hái mà mẻ quả ở đây rồi. Nhiều lắm rồi nhưng mà bây giờ nó lên trên lại lớp này này là quả thì bây giờ ra chỗ này xem mới thích gì này các bạn. Đây. Đây này các bạn ơi. Cái này là cho nó ké lên cái dần bí này. Để mai mốt ở đây này, quả đây này. Đấy, nó giải ra đây này. Đó. Quả đây này các bạn này. Quả này 2 ngày nữa mới ăn được các bạn ở đây này. Cái chỗ chỗ này sai chưa này. Đây, đấy. Quả cái lớn phỉ phỉ đây này đó. Nó cứ bỏ ăn đâu quả đấy. Đây lớp này là lớp qua một lớp nụ cái này này. Còn cái này à, vùng quanh này thì mình đem mình trồng rau đây à. Chỗ nào mình cũng nhét linh tinh này, nó cứ có ánh sáng là mình nhét nó vào nó dễ được ăn lắm các bạn. Đây này, cái này mùng tơi này. Đấy, mùng tơi này hái ăn được rồi. 2 ngày mình không ăn tới, tại cái hái ăn đến đâu hái đến đấy thì để trong tủ lạnh cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà đầy quá rồi nên để đây chưa ăn hết. Mùng tơi đấy, ngọn nó lên cứ bẩn bản. Mình vừa mới bồi nó tí phân đây này, trồng rất thấp trong cái bồi phân từ từ nên là nó cái cây mùng tơi của mình nó không có đọng nước là nó ra cái lá nó cứ xanh đen như này. Nấu này nó cái nước nó cứ trong xanh như này thích lắm. Đấy. Hái nha. Mình thu hoạch đi các bạn ạ. Thu hoạch cái này nó lên dài quá thì mình cũng cứ thái ngắn nó đi trong nhà, không có thì mình thái lại để cho cái cây này cái nách này nó lại lên này. Là cái cây mùng tơi nó lâu tàn. Chứ mình mà hái nó lên đến đống này thì cái chỗ này nó ra nhanh tàn, nó mình hái sâu xuống như này nhá, nó về mình ăn đến đâu mình hái lại đến đấy thì là cái cây này nó lâu tàn lắm đấy. Cái đọt đấy trồng chứ có đây mình trồng có chỗ này có 3 chậu này với mấy cái thùng sơn này thôi mà cứ ăn qua hết đâu, không ăn hết được, nó lên bằng bạc đấy, thích lắm. Mình ăn cái này xong bắt đầu mình mới mai mình ăn cái đỏ cái đi, xong mai mình quay lại mình hái cái lá này này,
cái lá mình để ở đây nó càng dày, nó dày ăn nó sần sật ấy ngon lắm. Chứ cái lá này không có vất đi thế nào hết đây này, cái lá này mai mốt nó lớn nó to như cái bàn tay này. Đấy. Bắt đầu là nó dày lại là mình hái mình ăn. Tàu hóa nó đủ đũa, nó cứ đủ bẽo, nó thích thế. Không mang gió lên. Hái rồi mà lá quá, phải là tốt đây này. Mai mình mới lại tiếp tục ăn đến lá. Này ngọn, cái này ngọn để nấu lẩu. Nắng quá. Rồi, cái này cái ổi của nhà mình này sai chưa này. Đấy. Cái chỗ này đây này mới thích này. Đây này các bạn cứ kinh nghiệm, cứ nhiều nắng là nhiều quả nha mình nha. Chỗ này nó ra các bạn này cứ tỉa vợi đi chứ làm sao để như này mà đây này, quả đây này. Ui giời cái cành này. Cái này có mà ui giời cái chùm này sợ chưa? Như chùm nho ai nhỉ. Đấy thì tỉa vợi này mai mới lên cái quả nào mà nó mình thấy nó sung hay là mình để còn cái quả nào nó xấu là mình tuyển. Tuyển đi đây này. Đấy. Thích thế. Mấy những cái lâm về nấu lẩu ăn. Cái này chỉ ăn lẩu thôi. Xào. Ngọn nó cứ bèo bèo to thế. Đấy. Cái phần này lên mình. Rồi, nè. Một hôm này đấy lên nóc nhà là làm lúc như thế là con nó lên nó quay cho thế là chẳng kịp mang giỏ mang giá đâu các bạn, cứ thế đấy kìa, tranh thủ. Các bạn ơi, còn đây là cái sân đằng trước của nhà mình. Đằng trước là mình cũng trồng rau ở đây, ở trên thì mình trồng mướp, ở dưới trồng rau, nhưng bây giờ ông xã mình thích nuôi chim các bạn. Thế là mình xuống nhà qua hiện mình mới được có 4 đôi chim, 5 đôi tất cả. Mà về ông xã thì mình gây từ mới được có mấy tháng là mua đẻ sẵn, là mà hôm nay là nó lên mua từ hôm Tết đó các bạn, Tết ra một cái là đi mua. Mà hôm nay ông xã mình gây được gần 20 đôi rồi, đây, gần 20 đôi. Nuôi rất là thích đây này, con này này, các bạn thấy chưa, nó đẻ chỗ này 3 con. Ba con là tại nó chỉ đẻ 2 trứng thôi, còn mình ghép thêm một con vào đấy. Cho nó nuôi mà nó cũng nuôi nhá, bộ cô gà mà. Con này lại đẻ tiếp rồi này các bạn này. Đây mình khoe với các bạn là cái chỗ này là cái mô hình của mình rồi. Nay mai là bạn nào có muốn nuôi là mình sẽ thư thả, là mình sẽ làm cái clip mình chia sẻ cho các bạn. Ai mà thích nuôi thì các bạn nuôi giống nhà mình thì có chim. Đây quả này đang ấp này. Chim ăn nó đẻ nhanh lắm, cứ chỉ có 45 ngày là mình lứa được các bạn. Đây thì cái này cũng một đôi nhá. Cái này cũng hai con này. Đây nó lại đẻ hai đang ấp rồi các bạn đấy. Nó mắn lắm. Mà nuôi cái này thì mình cứ chịu khó một tí, mình thay không có mồi mẽ hết. Cái này là con nào cũng đang ấp hết. Trên này là đang ấp này. Đây là nuôi con này đấy, cái này là ba con này. Cái này là có 3 con là ấp xong là nó ha, nó ấp con nào nó ấp được một con là bắt đầu ghép vào thành 3, còn cái này là được có một con thì nó rõ ràng là để nuôi. Đây là đang cắn ổ rồi. Đây còn cái này. Còn cái chim này là chim mới gây, nó chưa có đẻ các bạn. Ở dưới này này. Ở đây cũng đẻ rồi này. Ở đây cũng nở, ở đây cũng nuôi một đôi à. Đấy nó nhanh lắm. Tại là mình mua chim nó đẻ sẵn rồi các bạn. Thế về mình chỉ có mình nuôi đây này, cái này là chim quần thể đây, nó đẻ ra là mình cứ nuôi vào đây, không bao giờ khi nào nó bắt cặp nó bắt đầu mình cho ra chuồng riêng này. Này hôm bữa nó dắt nhau đi mất 8 con như thế này, hở chuồng ra thế nó bay đi, thế là tưởng nó bay đi mất, thế mà nó biết tưởng bay về. May quá hôm bữa không bị mất. Đây còn cái đôi này là đang âu yếm nhau chưa đẻ, nó còn đang tình tứ đây. Đấy, còn dưới này mình nuôi gà này các bạn này. Mình cứ nuôi gà dưới này, mình cũng nói các bạn đấy, mình cứ đùn những cái thùng xốp vào xong mình cho giò vào.
mình mua cái men có cái men sông thối ấy, thế là mình rắc lên lớp chả có mùi mẽ đâu các bạn, nói chung là không có một tí mùi nào thì cũng không phải, nó có nhưng mà nó ít lắm, nó không có mùi hắc lên đây để rau với cơm mình trộn lên ăn. Đó. Chúng ở mái ở với nhau cho thành đôi cho nó vui. Cái chân vàng này các bạn này, các bạn thấy cái con gà chân vàng là mình mới mua mình ghép này. Tại cái lần trước kia là cái gà kia mình mua những con chân mà nó trắng như thế kia rồi. Đấy nó bạc thế rồi là mình nuôi đây là được gần 2 tháng rồi. Có quần nó đẻ rồi. Nhưng mà đây thịt. Cái con gà mới mua các bạn dùng nó ăn cái cám gì mà bảo cái chân nó vàng chẹ như thế này. Lần nào mua về nó cũng vàng cái này này. Thế là nuôi không bắt đầu nó mới chân nó mới nhợt như kia này. Thì ăn thịt nó rất là dài mà ngon. Nuôi 2 tháng, đây này con này mặt bỏ tia tai, sắp đẻ rồi còn một con đẻ nhưng mà nuôi mình không có cho nó ăn cắm đẻ, cắm tàu các bạn, nó đẻ cũng không ngoan đâu. Muốn đẻ ngoan là các bạn phải cho nó ăn cái cắm đẻ đấy hoặc là thả rông thì nó mới được. Còn tốt là cứ cách ngày mới được quả thôi. Tại còn cho ăn rau, rau với cơm, lúa. Cứ muốn ăn là con này là mua 2,5 kg này, mai mốt là nuôi là 3 kg này, lần trước thêm mua 2,5 kg là lúc nuôi này là 3 kg. Các bạn ơi, thì nãy giờ mình khoe các bạn vườn rau, mới mình khoe các bạn cái mô hình nuôi chim của nhà mình. Thế đến mấy bữa nữa mình rảnh thì mình sẽ chia sẻ hết cái cách nuôi chim, là bạn nào mà không muốn nuôi thì mình sẽ hướng dẫn cả cái cách đóng chuồng nhất cho các bạn, để các bạn làm theo, để cái này cũng là cái thú vui các bạn, vừa có chim ăn mà vừa là thú vui. Như cái tuổi của mình rồi thì chỉ có cây cối với chim quạt thôi. Đây để sau này các bạn thông cảm cho mình, các bạn sao mà không làm video mà không bỏ vào rổ với giá các thứ cho nó bài bản. Nhưng mà mình nói thật với các bạn là mình cứ tớp toảng lúc nào chớp nhoáng là đi lên nóc nhà mà làm được, cứ vội vàng là làm để còn xuống còn mấy cháu các bạn ạ. Cho nên là các bạn thông cảm cho mình nhá. Bây giờ mà mình có thời gian nó nhiều thì mình sẽ làm video nó bài bản hơn để các bạn mình chia sẻ các bạn. Các bạn xem thì thấy nó vui mắt hơn. Nhưng mà bây giờ thì đấy mình nói các bạn đấy, rau thì nó rôm ca rôm côm, trồng thì cây thấp cây cao đấy, nhưng mà nó cứ có rau ăn nó cũng bị chấn các bạn ạ. Và bây giờ mình xin chào các bạn nhé.